vừa thu lại lớp màn chắn, tóc vàng đã gào ầm lên chỉ tay về phía trước gọi cả nhóm Nhật Bất Lạc cùng lao cả về mục tiêu. Đội quân bọc sắt với bộ áo choàng đỏ thắm phóng vụt về phía trước, xếp ngang hàng với Tiểu Linh cùng với đội thiết kỵ sĩ và rất nhiều siêu phàm giả khác theo lệnh của đội mình xông lên đồng loạt. Mỗi người mỗi tay mỗi một chiêu thức tung ra đều nhằm thẳng con Á Long mà bắn. Người bay lên phần đầu, người đánh vào phần cánh, người thi triển kỹ năng trên mặt đất muốn khóa chân con rồng lại. Tình hình hỗn chiến thu cả vào mắt đám anh chị em giang hồ rừng rậm. Bọn chúng khoanh tay yên lặng đứng từ xa theo dõi, hoàn toàn không có ý định giúp sức cho bên nào. Nhưng tình hình có vẻ có chuyển biến rõ rệt, trong đôi mắt của con chuột túi bỗng chốc hé một chút niềm vui. Khóe môi nó cong lên như mỉm cười khi nhận ra chân của con Á Long đã bị rạch mấy đường lớn. Máu từ đó túa ra làm nó đau đớn khuỵu xuống, cánh và toàn thân đầy vết thương đang phải há miệng gầm rú vang trời. Đám siêu phàm giả tụ tập cả lại dưới chân cách nó không xa, đang reo hò vui vẻ nó gục xuống rồi. Con Á Long chảy đầy máu me nhưng trông vẫn cực kỳ hung hăng muốn sống mái với đám siêu phàm giả. Nó hướng về phía đó giống lên một tiếng, làm bọn họ phải xông lên một lần nữa tắt cái đài ồn ào đó đi. Hò hét nhau dùng hết sức vì có lẽ con quái này đã đạt đến giới hạn sức mạnh. Nào ngờ tất cả phải khựng lại ngay khi nó giang lớn cánh, ngẩng mặt lên trời kèm theo tiếng hét muốn rung chuyển không gian. Tiếng thét chói tai còn ghìm chặt mọi người xuống mặt đất, tạo áp lực khủng khiếp cho tất cả những ai có mặt đều nhận ra có cảm giác không hay. Bọn họ hoang mang hỏi nhau có phải trọng lực đang được con rồng đó tác động hay không, nhưng chẳng ai biết câu trả lời cả. Đến con Á Long cũng đột ngột phát hiện ra có một khí thế gì đó áp đảo đến mức nó ngẩn ra. Nó hoang mang nhìn xung quanh xem thử là cái gì vừa thét lên mà át được cả tiếng rồng gào của nó. Tiểu Linh lờ mờ nhận ra có sự hiện diện khác ở nơi này ngoài con rồng nửa mùa này. Cô cố dò tìm bằng cảm nhận linh lực rồi giật mình thẳng thốt nhận ra thế mà nó lại đến từ phía sau lưng mình. Lúc này, nhân loại mới nhận ra có một đám dị thú to lớn đứng sừng sững chờ đợi từ nãy đến giờ. Một tập hợp giống loài từ trên bờ đến dưới nước, từ vùng khô hạn đến giá lạnh đều đang sát cánh cạnh nhau. Sự xuất hiện đột ngột của đội quân dị thú trên mỏm đá phía xa bất giác làm đám con người hoang mang. Cảnh này với bọn họ vừa quen vừa lạ. Quen vì từng thấy các loài tụ tập với nhau như đoàn quân của Mê Vụ Đại Sơn. Lạ vì chẳng có tí thông tin nào về việc một thảo cầm viên khác đã được thành lập mà con người chẳng hay biết gì. Con Á Long nhếch cái miệng đầy máu lên chửi thẳng nhân loại đúng là ngu ngốc, bị lợi dụng mà không hay biết gì. Đánh đấm nãy giờ đột nhiên con rồng lên tiếng chỉ trích, khiến đám người bất ngờ giỏng tai lên nghe. Nó bảo đám bên kia đã lợi dụng các người làm ta suy yếu rồi giết hết tất cả. Tiểu Linh không tin vào tai mình, nhưng con chuột túi tha thu toàn sẹo đã bước lên như minh chứng lời con rồng nói là đúng. Nó vẫn khoanh tay, nhưng nhìn thằng Á Long bảo, lâu rồi không gặp nhìn nét. Khỏi phải nói cả đám siêu phàm giả giạt vội ra phạm vi quanh con kangaroo mấy mét, họ hét toáng lên đầy hoang mang, cái máy lọc nước này đứng giữa chúng ta từ khi nào mà không có chút tiếng động vậy. Nó lơ đẹp đám người ồn ào, vẫn nhìn chằm chằm nét bảo vương thụ cảm thấy phẫn nộ với tất cả những gì ngươi làm ra. Ngươi không chỉ có mưu đồ nô dịch toàn bộ tộc quần mà còn xuất hiện ở nhân gian trong thời kỳ đột phá, bại lộ trước mặt con người. Lời lẽ của kangaroo cực kỳ khó hiểu, nhưng trông con Á Long có vẻ hiểu mồm một từng từ. Nó nhấc cái hàm nhễu nhão máu, hỏi ngược lại vì như thế nên các ngươi đã bắt tay với nhân loại sao? Nó nghiêm túc bảo không sai, mắt vẫn nhìn thẳng nét khẳng định không có sự cho phép của ta, bọn họ thậm chí còn không đặt chân được lên bờ biển này nữa là. Cuộc trò chuyện hết sức bình tõng của hai con thú vậy mà làm đám siêu phàm giả có bản như muốn phát điên. Hèn gì lúc nãy sau khi lên bờ có thể thuận lợi tìm thấy Á Long như vậy, hóa ra đều là do bọn chúng đã lên kế hoạch cả sao. Lại một lần nữa không để ý nhân loại, chuột túi lại nhắc về vị vương thú ấy, bảo ngài không cho phép chúng ta có tổn thất quá lớn. Cũng không cho phép nhân loại cướp đi thi thể của ngươi. Nói đến đây nó cất vẻ bình thản ban nãy, gườm gườm nhìn con Á Long nhả ra mấy chữ tóm lại, sự phản bội của ngươi hay sự tồn tại của Mê Vụ Đại Sơn đi nữa cũng không được ngài cho phép. Tất cả đều không được phép. Lời đe dọa vừa thốt ra đã chọc điên Á Long. Nó xòe rộng đôi cánh, khung người hét thẳng vào đầu con chuột túi rằng bớt nói chuyện buồn cười đi. Ta đây mới là vương. Cơn giận dữ của Á Long cùng tiếng hét của nó thổi bay đám đất đá xung quanh nứt toác, đám siêu phàm giả cảnh giác gào lên khí tức của nó tăng mạnh rồi. Con rồng vùng vẫy như đang tụ linh lực, làm con chuột túi có vài phần ngạc nhiên, đúng thật là nét còn chiêu cuối cùng, dù nó chưa rõ là gì cũng biết đây là chiêu tất sát. Nó tụ linh lực vào một quả cầu cháy sáng nơi miệng, gầm lên con chuột thối tha đi chết đi. Nhưng quả cầu chưa được bắn đi, con thằn lằn xanh đã nhào qua cắn phập một phát vào giữa ngực, cắm bộ vuốt sắc nhọn vào bụng nó, đẩy con Á Long ngã nhào qua một bên. Quả cầu linh lực màu đỏ tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng xanh sẹt sẹt những tia sét từ một tên siêu phàm giả bên trên đang tụ linh lực rồi ném thẳng vào đầu Á Long. Cơn đau đớn khiến nó giống lên một tiếng dữ dội trong khi cả người đang bị con thằn lằn kia quặp lấy. Đám siêu phàm giả bên dưới tất nhiên không biết sao lại có nhân loại từ bên trên hỗ trợ bọn dị thú tấn công. Bọn họ ngẩn ra nghe tiếng Á Long giống một tiếng long trời lở đất. Nó không cam tâm chôn thây ở nơi này, bèn đem theo con thằn lằn con đu bám trên người, bỏ qua cơn đau mà háng hoặc miệng nhào về chỗ chuột túi bình tõm đứng. Nó nâng bàn tay vuốt nhọn lên thầm thì yên tâm mà đi chết đi. Thịt của ngươi, bọn ta sẽ trân trọng mà ăn sạch sẽ. Một cái búng tay đánh tách của nó dội lên lớp tuyết cao hơn cả mấy tòa nhà. Cả khu vực như bị bom dội xuống, tuyết trên sườn núi lở những mảng lớn đổ ầm ầm xuống bên dưới nơi siêu phàm giả đang kháo nhau chạy trối chết. Với phạm vi ảnh hưởng này không lo chạy còn ở đó chắc chắn toàn quân sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ, mau mau rút lui ra khỏi đây đi. Ở đằng sau nơi sườn núi gần đó, nhóm người của nước Hoa Anh Đào mỗi kẻ ôm một quả trứng rồng thật lớn cũng phóng vọt đi muốn bỏ chạy.
Đám siêu phàm giả muốn dồn cả qua bên đó để có lực lượng ưu tiên bảo vệ người của nước Hoa Anh Đào cùng rút với số trứng lấy cắp. Nhưng bọn dị thú kia không cho phép như thế. Con rơi kia sải rộng cánh nhào về chỗ bọn họ, miếng rít lên giao đồ cho bọn tao. Nó có thêm con rắn khác phụ trợ đi cướp, nhưng đường qua đó có vẻ hơi xa xăm khi Tiểu Linh đột ngột xuất hiện dội cho tí nhiệt độ vào đầu cho tỉnh táo. Hỏa diệp của cô cháy phừng phừng cản đường bay của bọn dị thú, mà cô cũng sẽ cố thủ ở đây nhất quyết không cho chúng nó tìm đường cản trở nhóm Hoa Anh Đào. Còn Á Long đang dãy này là mình làm mẩy mẩy với chuột túi cố sức quay đầu lại nhìn đám người đã ôm mấy quả trứng của nó cao chạy xa bay. Nó biết mình không đánh lại được đám dị thú, chỉ đành vùng vẫy đủ thứ cách để cản trở tầm nhìn, tranh thủ chút thời gian cho siêu phàm giả tìm cách đem trứng của nó rời khỏi khu vực này. Ánh mắt lóe lên chút không nỡ, nhưng Á Long vẫn mong trong lòng bọn họ có thể đem con nó an toàn trốn đi. Càng xa càng tốt, lên rừng rậm hay xuống biển sâu cũng được. Nó liều chết mở đường máu cho đám siêu phàm giả biến khỏi nơi đây. Lúc ở bờ châu Âu đang đánh nhau loạn xạ căng thẳng như thế, Ngô Tử Du lại đang tìm đến hang động của mấy con chăn lửa rank 2 này nhòm ngó ít hỏa linh thạch của chúng nó. Mấy con chăn ở nơi này hấp thụ thuộc tính hỏa, sắm được bộ lông tóc cháy phừng phừng hơn phai phai, quắc mắt nhìn kẻ mới xâm nhập địa bàn mà mặt lại vui vẻ như người quen đến thăm. Có điều ánh mắt Ngô Tử Du là để dành cho mỏ khoảng hỏa linh thạch, cất công bao lâu cuối cùng cũng tìm thấy, chứ mấy con chăn lửa này có nghĩa lý gì với hắn đâu. Chúng nó ngoạc mồm bốc cả họ hàng hăng hốc ra sống mái với Ngô Tử Du. Vẻ hung hăng của rank 2 chẳng đáng để hắn phải động tay, chỉ nhẹ nhàng nói để cho các ngươi đó. Đằng trước hắn anh chín, chị cả cùng Thiềm Quang đã sừng sững đi tới ba trọi bốn vẫn cứ là thoải mái luôn. Cửu Vĩ vừa tới đã khạc một đống lửa phừng phực đốt cháy cả lửa trên đầu lẫn toàn thân con chăn kia. Nó giống lên một tiếng đau đớn, chấp nhận thành đồ nướng mọi thơm nức mũi. Bên phía Thiềm Quang, nó tung ra hàng chục cú đấm một lần, sử dụng kỹ năng tốc độ và gia tăng sức mạnh gấp 10 lần bình thường để tha thu mấy lỗ lên người con quái. Thân hình nó lõm sâu mấy hố lớn, rú lên đau đớn đếm số 2 đã về chầu ông bà. Tử Tiên nghiến răng phóng vụt tới với quyền đóng băng đang nhảy lách tách trên bàn tay nắm chặt của mình, đấm một phát đấm say đến mức con chăn kia chúc đầu xuống đất ít nhòm lên cao. Chấn động nơi hang hỏa linh thạch kia dội lên cao đến mức trên mặt đất cũng thấy được, lọt cả vào tầm nhìn của một cô gái tóc xanh đã nấp cách đó không xa. Cô chỉ dám ló đầu ra khỏi mỏm đá, nhìn chăm chăm công ty đa giống loài đang quậy đục nước khu vực trước mặt, tự hỏi cái cây kia là quái quỷ gì vậy?